Chúng ta hãy một lần nữa vỗ tay để chào đón bà Sáu Năm. Thật ra thì khán giả của Danh TV rất quen với các bạn, bởi vì là chúng ta đang xem một chương trình về bà Sáu Năm ở trên Danh. Cho nên là chúng ta cũng sẽ không nói về những câu chuyện đang diễn ra ở trong những thước phim đó. Chúng ta sẽ có những câu chuyện khác. Câu hỏi đầu tiên của anh dành cho các bạn đó là: thiệt lòng á, có sợ chị Vân không? Anh muốn em nói thiệt hay... Nói thiệt đi, khán giả vỗ tay cho bà Sáu Năm nè. Hôm nay là Leo&u, Leo là đây nha. Cho nên là tụi em đừng lo. Bạn của anh dễ thương lắm. Hôm nay yểu điệu nữa, đâu có quánh ai bao giờ, không có lo. Dạ thì thưa anh Leo, thì thật sự thì cả năm đứa tụi em thì rất là sợ chị Vân. Đôi khi thì chị Vân giận lên không dám nhìn mặt chị Vân luôn. Wow. Cái gương mặt của chị Vân giận giống như gương mặt lúc đầu anh nói phỏng vấn chị Vân là cái trong phim Bảy Rồng, mà lúc đập cái chai vô đầu vậy đó. Wow. Sao bữa nay lên đây bán chị vậy? Ồ, có nghĩa là từ ngày mà bị đập chai vô đầu xong là cái mặt vậy luôn đó. Thật không? Nhưng mà thật ra quá. Thì nó đi cũng nói lại, tại vì những lúc đó thì 365 rất là hư. Nên chị Vân làm những điều đó là cũng hiểu là... Đúng. Cô giáo. Thực ra thì ngoài Isaac ra thì Isaac đến từ Cần Thơ. Còn bốn bạn kia thì từ thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng mà bởi vì có những bạn xuất thân từ những cái mái ấm gia đình rất ưa là chiều chuộng. Khoảng thời gian đầu khi các bạn vào chung một căn nhà chung á, thì các bạn không có làm những cái công việc đấy. Nhưng mà sau từ từ dần dần thì các bạn đã thay đổi. Và đến ngày hôm nay thì có thể nói là bà Sáu Năm cũng tương đối ngoan. Tương đối ngoan, có nghĩa là chưa có khen hoàn toàn. Có khen thôi, là chúng tôi sẽ cổ vũ cho các bạn vì cái sự tương đối ngoan đó cô các bạn. Xin cảm ơn anh rất nhiều. Nói chung á là mỗi một người theo theo cái ấn tượng đầu tiên của Tùng á thì nó đều rất là đặc biệt mà tàn hư không à. Đó, cho nên Tùng rất là muốn là bây giờ mọi người thử tự nói về nhau xem ở mình có điều gì mà khán giả chưa biết không. Ví dụ như bây giờ ai sẽ nói về Isaac? Anh Isaac thì có một cái tính mà không biết mọi người ở đây có để ý, nhưng mà chắc là Jun là người luôn nấu ăn trong gia đình. Rất là có những cái hành động rất là bực bội, là mỗi lần mà Jun mà lỡ tay luôn quên á, Jun chiên đồ ăn mà nó khét khét một chút thôi, đen chút thôi là thế nào Jun biết thế nào cũng bị cằn nhằn. Mà cằn nhằn cứ đem khoa học ra nói không, mà nói thế nào em ăn này em cũng bị ung thư. Mà phải chi là khoa học Isaac, mà phải chi là tên mà nói giỡn á thì Jun cũng vui. Cái này là em bị ung thư chắc chắn 100% là bị ung thư rồi hả, đem ra không ăn, ngồi cắt ra mấy cục đen đen á, ngồi ăn cái phần đen đen. Như vậy là tính xấu điển hình của Isaac đó là khó tính, đúng khó không? Tính quy củ, rất khó tính quy củ. Mà như vậy là gia trưởng thấy cãi nè nha, chuẩn bị cãi nè nha. Chưa gì chưa hết cái tính xấu số 1 đi qua tính xấu số 2 là cãi nè. Tại vì Jun nấu để cho tất cả mọi người ăn, do đó thì em thấy mà mỗi lần như vậy thì em muốn nhắc cho Jun để Jun nấu cho mọi người ăn ngon hơn. À, như vậy tính của Jun, cái tật xấu của Jun đó chính là cố chấp đúng không? Không, nhưng mà có một cái tật xấu của Jun đó chính là Jun nói ăn sai mà em nói Jun vậy thì Jun đâu có vừa. Hay là Jun càm ràm lại đến suốt một buổi đến khi mà em ăn hết tô cơm mới thôi. Ok, rồi như vậy là tính xấu của em là khó, tính xấu của em là càm. À, là càm ràm. Rồi, bây giờ ba chàng còn lại. Nhìn Johnny thì mọi người thấy ngay là một thân hình rất là mảnh mai. Mảnh mai. Và tính tật xấu của Johnny mà chị Vân cũng nói là rất là khó nuôi. Mà có nhiều cái khó nuôi rất là khó luôn á. Không hiểu tại sao khó nói như vậy. Giống như là cá là không thể ăn được, ăn vô là ói. Lý do mà em không ăn cá là từ khi hồi nhỏ, khi mà em ăn cá thì em bị mất một cái xương rất là dài. Trời, dài như vậy luôn, bằng cái cổ em luôn hả? Dạ. Thì khi đó thì nuốt không được mà nhổ ra cũng không được, thì lúc đó chị phải dùng nhíp. Nhưng mà nhíp khi mà kéo ra thì rất là đau. Cái lần đó cho đi thì em rất là sợ, rất là ghét cá, và khi mà thấy cá là em chạy liền, không dám ăn. Thật ra chỗ này ngoài cá không chịu ăn hải sản luôn. Cái đó đỡ tốn anh em mình em sao? Mỗi lần ví dụ như anh có mời tụi em đi thì anh sẽ mời đi ăn cá với hải sản ha. Đúng không? Yeah. Còn FT thì có một cái tật rất là xấu là ngủ dậy trễ. Tới mức độ mà lên thỉnh xuống cũng không chịu xuống nữa. Rồi dùng từ thỉnh luôn đó nha. Nhớ một kỷ niệm là hôm đó lâu rồi trước khi mà nhóm ra mắt nữa, là thầy Tú, là thầy dạy thanh nhạc của 365 đã đến rồi mà ST vẫn còn ngủ. Thế là hả, nói mà không nghe bực quá, mét chị Vân. Thế là chị Vân bắt nó rửa chén một tuần. Mà anh biết là chén của chén bát mà ở nhà thì rất là nhiều. Mỗi lần nhóm ăn là
không biết như thế nào kể hết, nên bởi vậy đó là một hình phạt rất là nặng, mà kể từ đó nên cũng rất là chừa. Thật ra thì ở đây mọi người ăn không hiểu làm sao, nhưng mà chén nó chất như núi vậy đó. 1, 2, 3, 4, 5 6. Không có Vân, không vậy có là Vân. Có 5 người. Lâu. Chúng ta bao gồm có một cái chén cơm, một cái chén canh, một cái chén nước mắm. Không, để cho ai. Không phải anh ơi, thật ra thì Chun là vua bếp, nhưng mà Chun cũng là vua bài. Mỗi lần mà Chun nấu ăn xong là xuống nhìn cái bếp như một bãi chiến trường. Do đó ST mỗi lần dọn cái bếp và rửa chén thì rất là sợ. Không, thật ra cái này là cũng có góp phần của anh Isaac. Em chỉ phụ bếp thôi, em chỉ phụ bếp thôi. Phụ bếp mà phụ bài hơn luôn. Bài không, không có bài nha. Người ta bày chén ổng, bày nồi, bày chảo, bày cả lò vi ba, bày đó. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phần rất là đặc biệt của chương trình, đó là Stop the Clock. Phần chơi Stop the Clock là một phần câu hỏi nhanh, đó là Tùng hỏi, các bạn trả lời. Và cả hai phần đó chỉ diễn ra trong vòng 6 giây mà thôi. Nếu các bạn không kịp trong vòng 6 giây, đồng hồ báo hiệu hết giờ, các bạn sẽ bị phạt những hình phạt khá là thú vị của chương trình. Ngược lại, nếu như các bạn trả lời trong vòng 6 giây nhưng Tùng muốn đào sâu hơn câu hỏi đó để làm rõ vấn đề hơn, để mọi người hiểu rõ về câu chuyện đó hơn, thì Tùng sẽ nhấn chuông như thế này. Và khi Tùng nhấn chuông thì mặc dù các bạn đã trả lời rồi thì đồng hồ vẫn dừng lại và các bạn sẽ trả lời tiếp câu hỏi của Tùng, nhưng Tùng sẽ bị các bạn phạt. Các bạn đã nắm được chưa ạ? Có nghĩa là có quyền phạt lại. Dạ. Được. Và phần thi này của chúng ta rất là cần cái sự hồi hộp, cho nên là khán giả chúng ta sẽ cổ vũ cho 365. Nội dung của phần thi lần này như sau, chúng ta đã thấy được rằng khách mời của ngày hôm nay đó chính là Ngô Thanh Vân cùng với các bạn. Và Ngô Thanh Vân thì rất là thân thiết với các bạn, chúng ta đều biết điều đó. Và ngày hôm nay thì Leo muốn tìm hiểu thử xem là các chàng trai ở trong 365 có thật sự hiểu về người chị của mình hay không. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ cần có 3 thành viên và trả lời một số câu hỏi, những thông tin liên quan đến Ngô Thanh Vân. Bây giờ thì Ngô Thanh Vân thân mến, bạn có thể chọn ra 3 người sẽ chơi, nhưng mà đừng chọn ai hiểu mình quá nha. Vân sẽ chọn ST, Johnny với lại Juni. Và để cho Ngô Thanh Vân không có cơ hội nhắc nhở đàn em của mình, Tùng đã chuẩn bị một cái miệng cười. Ngô Thanh Vân che lại. Ok. Sau đây sẽ là phần câu hỏi nhanh dành cho Chun. Tên loại virus gắn liền với Ngô Thanh Vân. MTV. Đúng. Trời ơi, đúng là phải nói chứ. Chuyển câu số 2. Tên tiếng Anh của Ngô Thanh Vân là Veronica. Đúng. Câu số 3. Đất nước Ngô Thanh Vân từng sinh sống. Na Uy. Chính xác. Hỏi sao giỏi như vậy ta, giờ sao ta? Hỏi khó hơn đi. Câu tiếp theo. Vân từng đoạt giải thưởng gì trong một cuộc thi hoa hậu? Vân trả lời đến này, trả lời được rồi đó. Đằng sau cũng thua rồi. Thua rồi. Thực ra thì cái này khi mà các bạn vào trong đây thì Vân cũng không có nhắc đến với các bạn. Đó là giải Á Hậu 2 trong cái cuộc thi Hoa Hậu Thế Giới Phụ Nữ năm 2000. Theo như thông tin mà anh được biết thì em có khả năng nói giọng ba miền đúng không? Biết chục. Nhưng mà hình phạt anh đâu có dễ dữ vậy. Tự nhiên cái nói không ba miền vậy, nó có hát ba miền ha. Bây giờ em sẽ hát một cái đoạn nào đó, hoặc là dân ca, hoặc là bất cứ một cái bài hát nào của 365, nhưng mà đủ giọng ba miền cho anh. Anh thấy vậy nè, coi ở trên phim á, thấy mấy bạn này khỏe dữ lắm. Bây giờ vừa hát vừa tập tạ nha em. Ôi nhẹ. Bây giờ ha, mình vừa hát mình vừa tập nghe. Xong mình ví dụ như mình hát giọng Bắc, mình hát giọng Bắc thì mình tập như thế này. Xong rồi mình truyền qua giọng Huệ, mình tập như thế này. Nghe. Rồi quay qua giọng miền Nam thì mình tập kiểu khác, không có biết. Nghe. Rồi bây giờ là vô. Vô. Trèo lên quán dốc ngồi góc, ôi à cây đà rằng tôi ly, ôi à cây đà rằng tôi lơi, ôi à cây đà. Tiếp đi, tiếp, qua miền Trung liền em, qua miền Trung liền em. Ai ra đổi động tác em, đổi động tác em. Thì ra ai về là về Nam Âu Gia. Ai về là về. Về, thôi về, về miền Nam luôn em, về miền Nam luôn. Tình anh như nước con. Đổi động tác em,
con nước dìa cho cây trái cầu bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa về mùa đơm bông. Dài thêm chút nữa đi em. Mình về hai đứa hay vui đùa. Hấp đạn lại nghe. Yên cơ ta 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 mồ côi. Phù sa chung đắm hai đôi bờ. Em bên bồi anh bên lỡ mong chờ. Rồi bây giờ các thành viên nào anh không? Johnny. Câu hỏi đầu tiên như sau. Bộ phim điện ảnh đầu tiên Ngô Thanh Vân tham gia tên gì? Thì mới anh hùng. Vừa đúng luôn, không sao, chưa bị phạt. Em trả lời lớn lên nha. Nếu mà ở ngoài kia mà không nghe được là coi như em bị thua đó. Câu hỏi số 2. Bộ phim nào Ngô Thanh Vân được gọi là đã nữ? Bảy đồng. Câu hỏi số 3. Bạn xem phim Bảy Đồng bao nhiêu lần? Một lần. Hết. Này có mình em biết là ai biết đâu đúng hay sai đâu. Nè câu tiếp theo nè. Trong phim Bảy Đồng của Thanh Vân để tóc ngắn hay dài? Ngắn. Đúng là chắc rồi đó. Jun có vẻ hơi khó chịu về những câu hỏi này. Bởi vì Jun đã quá mệt mỏi. Tại sao người kế bên không hề chịu? Vậy thì hãy đến câu hỏi tiếp theo sau đây. Nhân vật của Ngô Thanh Vân trong Bảy Đồng tên là gì? Phượng Hoàng. Không đúng. Thực ra là đúng nhưng mà đúng phân nửa thôi. Tại vì đó chỉ là tên nickname của nhân vật thôi. Nhưng còn tên chính đó là tên Trinh. Theo thông tin mà Leo được biết á, thì Johnny biết beatbox. Đúng không? Ngày hôm nay thì mình cũng sẽ beatbox. Nhưng mà mình kèm với beatbox là mình thục xì dầu. Là mình vừa thục xì dầu vừa beatbox nó mới khó, nó có hơi em. Xin mời các bạn vỗ tay cho Johnny. Con ngắn như vậy. Thật ra Leo bắt Johnny vừa beatbox vừa thục xì dầu là bởi vì có một lý do, đó là mai mốt á Street Fighter sẽ không cần phải suy nghĩ nhiều, mình có thêm một điệu nhảy mới là we are Street Fighter đó. Như vậy là nhảy thôi, dễ không? Dễ quá. Rồi. Chúng ta sẽ cùng đến phần của ST. Em sợ quá. Và phần này thì có liên quan đến cuộc sống của chị Vân thôi. Rất là dễ. Và bây giờ câu hỏi đầu tiên cho ST như sau. Trang phục Vân hay mặc vào mùng 1 Tết là gì? Áo dài. Đúng. Câu số 2. Trong những thứ sau đây loại nào Ngô Thanh Vân có nhiều nhất? Điện thoại, son môi, mắt kính. Mắt kính. Đúng. Ủa sao biết? Biết trước. Tại sao hết giờ của ST tội nó không muốn phạt cái nào đó. Câu số 3. Vân thích màu gì nhất trong ba màu sau đây? Vàng, đen, trắng. Vàng. Đúng. Câu tiếp theo. Vân thích ăn món gì nhất trong ba món cá kho, thịt dê và sushi? Sushi. Vân thích ăn món gì? Ăn món đó. Cá kho. Cá kho. Cá kho thích cá nhất. Không có muốn phạt em đâu. Nhưng mà bây giờ nó lỡ rồi, thôi bị phạt luôn ST ơi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón anh Hoàng Nhã quay lại sân khấu để hỗ trợ cho ST. ST thân mến, theo như Tùng được biết thì bạn ST của chúng ta rất là giỏi về múa đúng không em? Mà đặc biệt là múa ba lê phải không em? Đó. Cho nên là bây giờ anh Hoàng Nhã sẽ đánh một đoạn ở trong bài Cái Chết Con Thiên Nga của Tchaikovsky. Và ST sẽ múa một đoạn trong bài đó. Thân mến, như quý vị cũng đã thấy rằng là phần này của chương trình thật ra không phải là một phần đánh đố, mà chẳng qua là để chương trình talk show trở nên mềm mỏng dễ chịu hơn. Và tất cả niềm vui này là dành cho quý vị khán giả.
Yeah.